Xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị, cuối tháng 10, các công ty công nghệ lớn trên thế giới liên tiếp công bố báo cáo doanh thu quý 3. Trong bối cảnh thế giới xảy ra nhiều biến động, tình trạng lạm phát gia tăng tại nhiều quốc gia, công nghệ đã không còn là lĩnh vực đầu tư an toàn khi những gã khổng lồ như Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple hay Meta gặp phải sự sụt giảm trong doanh thu từ quảng cáo, thương mại điện tử hay máy tính và điện thoại thông minh, khiến những ông lớn công nghệ này lao đao trong cơn bão khủng hoảng tài chính chưa từng có. Các báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của những gã khổng lồ công nghệ đều cho thấy một kết quả ảm đạm. Lợi nhuận của Meta, công ty mẹ của Facebook, trong quý 3 chỉ đạt 4,4 tỷ đô la Mỹ, giảm một nửa so với 9,2 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Trong khi doanh thu đạt 27,7 tỷ đô la Mỹ so với mức 29 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Meta hiện đang đối mặt với tình trạng số lượng người sử dụng mạng xã hội Facebook cũng đang chững lại và nguồn thu từ quảng cáo giảm. Thời gian qua, công ty mạng xã hội Twitter đã gặp khó khăn trong việc thúc đẩy doanh thu quảng cáo online và thu hút thêm người dùng mới. Công ty chủ quản mạng xã hội Twitter đã báo lỗ 270 triệu đô la Mỹ trong quý 2 do doanh thu sụt giảm, ngay cả khi số lượng người sử dụng gia tăng. Báo cáo doanh thu quý 3 cũng cho thấy doanh thu của Twitter giảm 1,8%, xuống còn 1,26 tỷ đô la Mỹ. Microsoft cũng không thoát khỏi tình trạng chung này. Theo báo cáo quý 3, doanh thu của Microsoft là 50,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% theo năm và cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia phân tích. Tuy nhiên, thu nhập ròng giảm 14% xuống 17,56 tỷ đô la Mỹ. Doanh số bán máy tính cá nhân sụt giảm và đồng đô la Mỹ tăng mạnh đã ảnh hưởng đến doanh thu của Microsoft và cho thấy gã khổng lồ phần mềm không hoàn toàn miễn nhiễm với áp lực kinh tế vĩ mô. Kết quả kinh doanh quý 3 của Amazon cũng không mấy khả quan, khiến nhà đầu tư lo ngại và đẩy cổ phiếu giảm hơn 13%. Lần đầu tiên, vốn hóa của Amazon tụt xuống dưới 1.000 tỷ đô la Mỹ kể từ tháng 4 năm 2020. Các nhà môi giới chứng khoán tại Wall Street vẫn lo lắng về nhu cầu sụt giảm trong lĩnh vực kinh doanh mua sắm trực tuyến của Amazon trong mùa mua sắm quan trọng cuối năm. Hai quý đầu của năm, Amazon cũng liên tiếp thua lỗ, chủ yếu vì cổ phần của họ trong nhà sản xuất xe điện Rivian Automotive Inc. Trong báo cáo tài chính quý 3, Alphabet, công ty mẹ Google cho thấy kết quả kinh doanh kém khả quan, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Cụ thể, doanh thu quý 3 của Alphabet là 69,09 tỷ đô la Mỹ, mức tăng chỉ đạt 6%, giảm mạnh so với 41% vào cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý hoạt động tồi tệ nhất của gã khổng lồ tìm kiếm kể từ năm 2013. Dù doanh thu vẫn tăng trưởng, nhưng lợi nhuận ròng của công ty trong quý vừa qua chỉ đạt 13,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy mảng quảng cáo, vốn là lợi thế của tập đoàn, không hề miễn nhiễm trước những thách thức của thị trường. Trong khi đó, công cụ tìm kiếm Google, vốn là lĩnh vực ít chịu ảnh hưởng của biến động kinh tế, cũng bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Cụ thể, doanh thu của công cụ tìm kiếm Google Search và các nhóm ngành khác trong quý 3 chỉ đạt 39,54 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn so với mức kỳ vọng 40,85 tỷ đô la Mỹ của các nhà phân tích. Đáng chú ý, biên lợi nhuận của quảng cáo trên YouTube còn thấp hơn nhiều so với dự đoán, chỉ đem về 7,07 tỷ đô la trong quý 3, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước bối cảnh doanh thu và lợi nhuận sụt giảm, các ông lớn công nghệ phải xoay sở tìm cách cắt giảm chi phí trong hoạt động của doanh nghiệp, cùng lúc chuẩn bị cho những bất ổn kinh tế trong thời gian tới. Và kết quả đã dẫn đến làn sóng cắt giảm lao động với số lượng lớn chưa từng có tại những công ty công nghệ lớn, trước đây vốn từng có quá trình tăng trưởng nóng và tuyển dụng nhân sự hết sức ồ ạt. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, chỉ một tuần sau khi tỷ phú Elon Musk tiếp quản mạng Twitter, mạng xã hội này đã bắt đầu việc sa thải hàng loạt nhân sự không thông báo trước. Có tới hơn 50% trong tổng số 7.500 nhân viên đã nhận được quyết định sa thải. Nguyên nhân được cho là để giảm chi phí vận hành. Việc cắt giảm nhân sự ồ ạt không báo trước của Twitter đã gây ra sự hoang mang và làn sóng phẫn nộ của nhân viên công ty trên toàn cầu. Tiếp theo và gây chấn động không kém là công ty Meta, công ty mẹ của mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook. Ngày 8 tháng 11, tỷ phú Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Meta, công bố bắt đầu sa thải 13% nhân viên, tương đương hơn 11.000 người. Đây là một trong những đợt sa thải lớn nhất trong năm khi công ty mẹ của Facebook phải đối mặt với chi phí tăng vọt từ việc đẩy mạnh hoạt động của mình trong bối cảnh thị trường quảng cáo suy yếu. Trước đó, CEO Mark Zuckerberg đã từng lạc quan quá mức về tăng trưởng của công ty, tuyển dụng ồ ạt, dẫn đến tình trạng thừa nhân viên.
Đến nay, Meta cho biết đang cố gắng trở thành một công ty tinh gọn, hiệu quả, thông qua việc cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết và đóng băng tuyển dụng đến hết quý 1 năm 2023. Tôi nghĩ rằng thời kỳ khó khăn đã đến đối với Facebook. Họ đang gặp phải những thách thức tăng trưởng đáng kể, và giờ đây họ đang cắt giảm chi phí. Đặc biệt là với chiến lược Metaverse, đây là một vụ cá cược mạo hiểm. Một số rắc rối của Meta là do Mark Zuckerberg tự gây ra khi đặt cược đắt đỏ vào Metaverse, một tập hợp các không gian ảo trên mạng. Hiện tại dự kiến chi phí vào năm 2023 lên tới 100 tỷ đô la, với nhiều nguồn lực hơn được tập trung vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, quảng cáo, nền tảng kinh doanh và siêu dữ liệu. Các nhà đầu tư đã trở nên thất vọng với các khoản đầu tư mà Zuckerberg nói rằng có thể mất một thập kỷ để trả hết. Công ty cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ TikTok. Microsoft mặc dù quý 3 có doanh thu tăng, nhưng thu nhập ròng lại giảm. Công ty này đã xác nhận kế hoạch sa thải khoảng 1.000 nhân viên. Trước đó, đã có sự lạc quan về triển vọng điện toán đám mây và sự phát triển nền tảng của Teams của Microsoft, khi việc chuyển đổi số và làm việc từ xa vẫn đang được tiếp tục. Các phương tiện truyền thông Mỹ hôm 15 tháng 11 đồng loạt đưa tin, công ty công nghệ đa quốc gia Amazon có kế hoạch chuẩn bị sa thải khoảng 10.000 nhân viên. Đây được coi là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất lịch sử Amazon. Theo kế hoạch, các vị trí bị cắt giảm sẽ nằm trong bộ phận quản trị doanh nghiệp, bộ phận phát triển công nghệ điều khiển giọng nói Alexa, camera an ninh hộ gia đình, quản lý nhân lực và bán lẻ. Theo Wall Street Journal, động thái này diễn ra sau khi giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy tiến hành đánh giá và thực hiện cắt giảm chi phí vận hành, trong đó thu hẹp quy mô các bộ phận không có lãi như mảng phát triển thiết bị. Tôi nghĩ rằng đã có sự sụt giảm lớn trong tăng trưởng của ngành công nghệ. Amazon không tránh khỏi điều đó. Đó cũng là những gì chúng ta đang thấy với người tiêu dùng. Tôi nghĩ rằng các công ty công nghệ lớn phải phản ứng với sự suy giảm đáng kể này. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Amazon có 1,6 triệu nhân viên bán thời gian và toàn thời gian, tăng 102% so với 798.000 nhân viên vào cuối năm 2019. Theo New York Times, số nhân sự bị cắt giảm lần này sẽ chiếm khoảng 3% nhân viên công ty của Amazon. Con số chính xác có thể thay đổi khi các doanh nghiệp trong Amazon xem xét các ưu tiên của họ. Apple là một trong số ít những gã khổng lồ công nghệ chưa báo cáo về việc cắt giảm nhân sự. Nhưng tờ Business Insider tiết lộ rằng, nhiều bộ phận tại Apple đã nhận được thông báo sẽ không nhận nhân viên mới trong vài tháng tới. Đa số được yêu cầu ngừng tuyển dụng đến cuối năm tài chính tiếp theo của công ty, tức tháng 9 năm 2023. Đã có những báo cáo rằng nhà sản xuất iPhone đang thu hẹp sản xuất đối với những sản phẩm cốt lõi của mình. Cũng có thắc mắc về chiến lược định giá iPhone khi Apple không tăng giá trên các mẫu iPhone mới nhất. Sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khi thế giới đã quay trở lại nhịp sống bình thường, thì những tập đoàn công nghệ lớn và nhỏ trên thế giới lại gặp phải sóng gió. Nguyên nhân tại sao lại khiến ngành công nghệ, vốn được coi là ngành mũi nhọn phát triển vượt bậc trong đại dịch, đến nay lại gặp phải tình trạng khó khăn về tài chính như vậy? Các nguyên nhân chính khiến các công ty công nghệ rơi vào khó khăn và định giá sụt giảm. Đầu tiên phải kể đến là đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế thế giới kiệt quệ, tình trạng lạm phát tăng cao nhất trong hàng thập kỷ và lãi suất ngân hàng tăng liên tiếp. Đó là lý do khiến nhiều nhà quảng cáo cắt giảm chi phí quảng cáo trên các nền tảng số. Ngoài ra, lạm phát cũng khiến sức mua, nhu cầu của người dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ công nghệ sụt giảm mạnh. Các công ty sản xuất gặp khó khăn trong sản xuất do đứt gãy chuỗi cung ứng như thiếu chip xử lý, thiếu nguyên liệu, dây chuyền sản xuất gặp vấn đề. Chẳng hạn như Apple, với dòng smartphone iPhone 14 mới ra có sức mua giảm hơn trước và cũng gặp khó khăn trong cung ứng do nhà máy sản xuất ở Trung Quốc bị phong tỏa vì tái bùng phát dịch COVID-19. Ông Mark Zuckerberg, giám đốc điều hành Meta cho biết trong một thông điệp gửi nhân viên. Không chỉ thương mại trực tuyến quay trở lại xu hướng trước đây, mà suy thoái kinh tế vĩ mô, cạnh tranh gia tăng và quảng cáo giảm đã khiến doanh thu của chúng tôi thấp hơn nhiều so với mong đợi. Tôi đã sai và tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Các công ty sản xuất và kinh doanh, dịch vụ công nghệ buộc phải tìm giải pháp linh hoạt, thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu, cắt giảm nhân sự để chờ thị trường hồi phục. Việc EU siết chặt kiểm soát các công ty này tại châu Âu là một nguyên nhân khiến các công ty công nghệ lao đao. Hồi tháng 1, Google nhận mức phạt chống độc quyền lên tới 2,8 tỷ đô la Mỹ tại châu Âu. Công ty này cũng phải đối mặt với vụ kiện chống độc quyền trị giá 2,4 tỷ đô la từ một công ty Thụy Điển.
Google cũng phải chấp nhận trả tiền cho hơn 300 nhà xuất bản tin tức tại châu Âu nhằm khép lại cuộc chiến bản quyền dai dẳng với ngành công nghiệp báo chí. Một tên tuổi lớn khác là Apple cũng dính vào kiện tụng. Hồi tháng 3, Apple đã đối mặt với án phạt lên tới 55 triệu đô la Mỹ tại Hà Lan với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền. Đến đầu tháng 5, giới chức EU lại giáng một đòn mạnh nữa khi cáo buộc Apple lạm dụng vị thế thống trị trong lĩnh vực thanh toán di động, kèm theo đó là nguy cơ đối mặt khoản phạt lên tới 10% doanh thu mỗi năm trên toàn cầu, tương đương với hàng chục tỷ đô la Mỹ. Một nguyên nhân khác nữa khiến nhiều công ty công nghệ gặp khó khăn là giá cổ phiếu. Mỗi lần các công ty này công bố kết quả kinh doanh sụt giảm thì cổ phiếu của công ty lại mất giá trị. Ví dụ như công ty mẹ Meta của Facebook, sau khi kết quả kinh doanh quý 3 được công bố, giá cổ phiếu của Meta đã giảm 9,1% xuống 105 đô la Mỹ một cổ phiếu, chỉ bằng 1/3 giá cổ phiếu hồi đầu năm nay. Cổ phiếu của Amazon cũng đã mất gần 40% giá trị trong năm nay. Trước đây, các ông lớn công nghệ là nhóm dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế Mỹ trong thập niên qua, đồng thời thúc đẩy đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong đại dịch COVID-19. Giờ đây, việc sa thải nhân viên ngay trước mùa mua sắm bận rộn nhất trong năm cho thấy nền kinh tế ảm đạm đang gây áp lực lớn như thế nào đến các doanh nghiệp công nghệ này. Theo các chuyên gia, xu hướng cắt giảm nhân sự để kiểm soát chi tiêu sẽ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực công nghệ mà sẽ còn lan rộng ra các ngành khác trên toàn cầu. Quý vị thân mến, bản tin Nhìn ra thế giới của chúng tôi xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.